những thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm phá hủy thận của bạn. Ăn hải sản quá nhiều và thường xuyên. Hải sản chứa nhiều đạm, khi tiêu thụ quá nhiều, thận phải làm việc vất vả hơn để lọc và thải các chất thải từ quá trình chuyển hóa protein. Điều này lâu dài có thể gây tổn thương và suy giảm chức năng thận. Một số loại hải sản chứa nhiều purin, khi chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric. Nếu axit uric tích tụ quá nhiều trong máu, nó có thể kết tinh thành sỏi thận, gây đau đớn và ảnh hưởng đến chức năng thận. Nhiều loại hải sản, đặc biệt là hải sản khô hoặc chế biến sẵn, chứa nhiều muối. Ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp, gây áp lực lên thận và làm tăng nguy cơ suy thận. Lạm dụng thuốc giảm đau. Việc sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn một cách thường xuyên và kéo dài có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng. Các loại thuốc như ibuprofen, naproxen, aspirin có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, gây tổn thương tế bào thận và dẫn đến suy thận. Uống không đủ nước. Khi cơ thể thiếu nước, lượng máu giảm, ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến thận. Điều này làm giảm khả năng lọc máu và loại bỏ chất thải của thận. Các chất thải và độc tố trong máu không được pha loãng và đào thải hiệu quả, gây tích tụ và gây hại cho thận.